Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Vẫn đang ở trong bo mà. Với lại thì cái chế độ này bo nó thu chậm lắm anh em ạ. Anh em chơi như nào cũng được thế à? Đậu xe này. Đây rồi nhà em. Hexox thế thì gãy cánh rồi nha em ơi. Quái gì các bạn ạ? Không hề khó một chút nào luôn nhá anh em. Kẹo qua phía này cũng chỉ là có đạn súng tiểu liên cho CG-15 thôi cả. Hơi chán rồi nha em ạ. Ui ba ba các kiểu này. Trời ơi nào. Để coi nào. Ui. Đúng rồi. Mấy cái đồ thừa thì coi như là kẹo sẽ vứt đi cả anh em ạ. Cho nó rộng cái diện tích của ba lô nhá. Chết con nào các bạn ơi. Không có thằng nào nhảy dù khu này nữa cả. Ok mọi người, một kill đầu tiên. Có thêm quả liệu choáng hả? Kẹo nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ nên lên phía cổng trời luôn nhưng mà đây. Đã có người anh em ạ. Nên là chưa còn lên cổng trời vội được nhé anh em. Bình tĩnh nào. Mình đang cầm sẵn trên tay khẩu súng M451 nhá. Quan trọng là người đâu nhỉ anh em? Cứ ở trên mặt canh thôi. Ở trên mặt canh cho nó an toàn anh em ạ. Xuống làm cái gì? Ui. Đâu vậy ta anh em ơi? Thôi kệ đi. Chắc là kẹo sẽ xuống dưới luôn kiếm cho nó dễ anh em ạ. Không kiểu ở trên thì bao giờ mới thấy được chúng nó nữa hả? CG-15 này bắn không ngon lắm này. Đây. Ui. Thêm trang bị ngon nha anh em. Thằng này có gì vậy? Kẹo vừa lấy lượn qua khẩu phá mát anh em ạ. Nó cũng chỉ là có được mấy cái đồ sida như này thôi. Ui ui. Đồ làng có người đấy các bạn ơi. Ok. Ở kiểu này là kẹo lại phải chạy qua cái phía đồ làng hả anh em? À phía trên này. Phía trên này anh em ơi. Ui. Phía trên này anh em ơi. Nào. Nào anh em ơi. Nó ngay sau gốc cây các bạn ơi. Chỗ này có người nữa hả? Kẹo không chắc nữa nhưng mà chúng ta sẽ lên phía trên luôn nhé mọi người ơi. Lên trên luôn mà săn mạng cho dễ nhỉ các bạn ơi. Một đứa ngay sau gốc cây hả? Ok ok. Không biết nó chạy chưa? Nó chạy mất tiêu rồi các bạn ạ. Có thể là nó đã lên phía trên rồi cơ. Phía trên này kẹo không có thấy anh em ơi. Wow, đậu xanh thì đứa bé đâu rồi? À đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Nó vào trong lều anh em ạ. Đậu xanh này. Ui. Đậu xanh này. Ui. Sơn gan mạnh mạnh có ta anh em. Cái khẩu này chưa không ngon lắm này. Ok nhảy dù lại. Trả thù anh em ơi. Quay trở lại trả thù nó luôn nhá. Nào. Đâu rồi anh em? Đây rồi. Kẹo nhảy đúng chỗ lúc nãy nha. Nào xem là mày làm gì anh nhá. Nào. Ok ok các bạn ơi. Mình sẽ quay trở lại. Mình trả thù nó luôn này. Đây rồi. Nó vừa rút xong sát mình các bạn ơi. Wow đậu xanh. Không có hòm sắt của nó anh em ạ. Đậu xanh các bạn ơi. Bạn đây đừng. Đừng bạn đây, đừng bạn đây, đừng bạn đây. Đừng bạn đây. Ôi đừng bạn ơi, nào nào đừng bạn đây, đừng bạn đây, đừng bạn đây. Vỡ đầu nhé bạn. Ok mọi người. Rồi nhé anh em, khá là nhiều đồ ngon lần này. Quần máu thôi. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Vừa trả thù được rồi nha. Đây nó là cái hòm xác của kẹo lúc nãy đi mà. Ơ thì có một đứa nó vừa chết ở ngay chỗ này. Nhưng mà bây giờ là mình không có thấy hòm xác của nó anh em ạ. Quay để coi nào. Thính vừa rơi à? Thính vừa rơi đâu đấy nhỉ? À đây. À. Có ngay một cái chiếc xe motor truck anh em ơi. Thế đây thì ổn rồi. Ok lên xe này. Cầm AK và kiếm người để săn mạng thôi nào anh em.
Đây, quay trở lại. Nếu mà anh em được hồi sinh ở trong cái chế độ hồi sinh này thì nó sẽ có một cái bản đồ kho báu để cho anh em lượm nhá. Mặc dù là đây là không phải là kỹ năng của anh em nhưng mà nó vẫn hiện này. Đấy. Xuống lấy đồ xịn thôi nha. Nào. Úi dồi ôi, có đồ xịn rồi anh em ơi, ngon. Scope X thì mình sẽ trang bị qua khẩu Sky AK làm khẩu súng phụ thôi anh em ạ, bắn ở gần ấy. Let's go nào các bạn ơi. Mình sẽ chạy xe lên phía cổng trời nhé anh em. Đấy. Chạy thẳng lên một cái mạng thôi nào, chứ ngại gì. Trả thù thành công rồi mà anh em. Đây, lên phía trên nào. Mình thấy là phía trên có ngay một cái hướng thính nên là chạy qua luôn, chứ ngại gì mà không chạy hả anh em. Uầy các bạn ơi, uầy các bạn ơi, uầy các bạn ơi. Xe leo dốc chậm quá đi à. Đây đây. Nào let's go nào anh em. Phía đây, phía đây. Hòm thính đây rồi anh em ạ. Uầy uầy. Bên dưới phải gọi là một đống bãi rác luôn các bạn ơi. Bên dưới quá đông nhé. Thôi chắc là kẹo cầm tạm khẩu 249 sấy này. Cũng được anh em ạ, giảm thanh này. Ok ok. Lắp 4X và M249 sấy nhá. Xuống dưới cái đã này. Wow. Làm gì nhau? Làm gì nhau bạn ơi? 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 Nào. Làm gì nhau bạn ơi? Nào. Đậu xanh à? Bạn định chơi mình à? Bạn định chơi mình hả? Ui đậu xanh bạn ơi. Ui đậu xanh bạn ơi này, vỡ đầu chưa? Kẹo cầm M249 sấy thì bạn xanh mộ gì nhá. Đây, thêm một kẹo ngắm 1X nữa nha. Uầy, có tiểu liên thì kẹo đổi qua chơi tiểu liên vậy. Chứ còn là chúng ta sẽ không chơi cái khẩu M60 cái nữa anh em ạ. Đổi qua chơi tiểu liên nhé. Và giảm thanh thì nó lại là một cái trang bị vô cùng là cần thiết nhá. Đây, đạn súng trường quá nhiều rồi. Vứt bớt đi, bây giờ nó còn nhiều lắm anh em ạ. Lượm thêm đạn tiểu liên này. Máu thì mình cũng sẽ cần thêm từ máu nữa nhá. Ok mọi người. Đông vui quá ta mọi người. Chết là kẹo sẽ quần mọc phun cái đã. Còn lại kệ cho nó bắn nhau vậy. Let's go thôi. Sau khi máu phun thì anh em muốn bắn ai cũng được nha. Đứng tạm đây thôi anh em ạ. Đây rồi. Làm gì vậy? Làm gì vậy em ơi? Ui. Lên 3 điểm số nhà em. Ok các bạn. Chắc là mình sẽ nên lên phía trên lượm thêm một ít đạn súng trường coi. Ổn rồi nhá. Ơ kẹo nhớ là phía bên trái này cũng có người cơ mà. Phần này hơi căng anh em ạ. còn lại 11 người chơi nữa ở trong cái vài đấu này. À không có mình này. Không có mình, anh em thoải mái thao hồ mà lượm thôi. Quan trọng là người đâu nhỉ các bạn ơi. Có được cái giáp 4,5 thì quá ổn rồi. À đây. Thêm mâm keo cũng là một cái sự lựa chọn hết sức là hợp lý anh em ạ. Đây đây. Một đậu xanh. Nó vừa lên phía trên anh em ơi. Một đứa vừa lên phía trên này. Nào. Để coi. Nào. Qua đây qua đây. Đúng rồi qua đây em ơi. Nào. Qua đây em ơi. Xanh mộ cho em. Ui gấu da này. Nó lại đã quá nhỉ các bạn ơi. Có luôn gấu da gì cơ. Rồi nha mọi người. Anh em thấy đồ của kẹo ngon chưa? Đồ nó lại ngon quá mà. Đấy nhá. Ra ngoài mà tiếp tục lút xác thôi các bạn ạ. Bom keo này. Bom keo với lại lựu đạn thì nó là hai cái trang bị vô cùng là cần thiết nhá. Đã xong, đã xong. Let's go thôi nào các bạn ơi. Uầy. Bây giờ điều quan trọng là kẹo sẽ kill nốt mình được còn lại và cố gắng lấy top 1 nhỉ anh em. Nếu mà kiếm được mấy con xe hay chỗ thì ngon. Xe nó bị tụt dâu anh em ạ. Hai bãi trưởng. Let's go nào các bạn ơi.
xe bị tụt dốc thì chán quá mà. Bây giờ xem kiếm lấy con xe ngon anh em ạ, săn mạng cho nó dễ nhá. À đây, có người này. Có người này các bạn ơi. Nó vừa vào trong xưởng cơ khí à? Ok ok. Đậu xanh này vừa vào trong xưởng hả em ơi? Áo liệu không em? Áo liệu không em? Áo liệu không em? Áo liệu không em ơi? Đậu xanh này em ơi. Mình câu hết liệu rồi. Có mỗi liệu choán thôi các bạn ạ. Bọn này cũng câu liệu ra ngoài này. Làm gì căng? Sao nào bạn đây làm gì mà căng? Chẳng qua là mình hết liệu rồi nhé. Bạn chịu khó liệu chóa nha. Bạn chịu khó liệu chóa nha. Đậu xanh này bạn ơi. Ok, nó vẫn chưa bị đai anh em ạ. Nó vẫn đang còn sống nhá. Điều quan trọng là mình sẽ lượm thêm túi máu đây. Lấy câu thôi các bạn ơi. Nó vẫn đang còn sống nha em ạ. Ok ok. Chắc là nó chuẩn bị là nhảy dù xuống thôi các bạn ơi. Nào, chờ xem quanh đây có ai nhảy dù không các bạn ạ. Có lẽ là kẻo sẽ nên chạy thẳng vào UV luôn nhá. Wow, để mình coi nào. Bật cái bom keo này đã. Cho nó an toàn. Xíu nữa bị thằng nào bắn cái là dựng bom keo này luôn nhá. Đây, lượn lờ quanh khu phía dưới coi. À đây rồi. Thằng lúc nãy rồi các bạn ơi. Thằng lúc nãy rồi này. Mày tưởng mày sống được với anh à? Ok mọi người, trong UAV thì sẽ không có ai cả nha. Nào anh em ơi, còn lại còn 5 đứa nữa mà thôi. Cố lên nào các bạn ơi. Có con xe motor chắc phải gọi là đi săn mạng ấy. Đi săn mạng thì cực kỳ là đã nha. À đây, phía dưới có ngay một đứa này anh em ơi. Ok ok. Đậu xanh này em ơi. Đai luôn rồi nhé. Quá ổn anh em ạ. Vậy là bây giờ còn lại còn 5 người chơi nữa mà thôi. Trong khi đấy hiện tại kẹo đang có đó là... Ui, đó là 18 mắt xem nha. Phía sau, phía sau. Phía trước cũng có người cả. Thế kẹo qua kêu người phía trước anh em ạ. Đây mình nhớ là vị trí bên hông này có luôn một đứa nhá. Đậu xe bạn đây này. Đừng đừng bạn ơi, nào bạn đâu? Bạn đâu rồi vậy hả? Mình chạy theo đường zig zag nhé bạn nhé. Sẽ là bạn bắn kiểu gì? Wow. Cứ chạy theo cái đường zig zag cho an toàn anh em ạ. Đâu rồi ta anh em? Ngắm thật nữa cơ mà. À mình nghĩ là mình sẽ không xuống xe đâu anh em ơi. Xuống xe sẽ khá là bất lợi nhá. Ok ok. Đây rồi đây rồi. Không nên xuống xe làm gì cả anh em ơi. Bởi vì là hiện tại cho nó đang được tăng máu mà. Chó đang được tăng máu anh em ơi, xuống xe làm cái gì? Cá luôn chứ các bạn ơi, đấy. Nó phải là như vậy. Bây giờ là còn 4 đứa còn lại. Nếu như mà đứa nào mà trâu hồi sinh nhẹ, nó sẽ được tăng máu tối đa lên 350 máu thì phải. Đây là máu cho nó trâu lắm. Kệ đi. Máu cho nó trâu lắm anh em ạ. Tôi thề với anh em luôn. Nên tôi khỏi nha các bạn ơi. Đậu xanh này đang chơi từng hạt bạn ơi. Chạy lòng vòng nãy giờ hơi mệt đấy. Chắc kệ vậy. Kẹo qua mấy khu khác nha anh em ơi. Lái xe kiểu dích rắc này. Đậu xanh bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi đừng bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi đừng bắn mình kiểu vậy chứ đừng bạn ơi. Nào đừng. Nó đang chơi từng các bạn ơi. Xuống xe thôi. Có giỏi xuống đây. Phá xe mình cả. Phá xe mình cả. Hẳn là phá xe mình cả. Đậu xanh ngu cho bạn ơi. Bạn phá xe mình là bạn hơi ngu rồi đấy bạn ơi. Ok mọi người. Ui, gì vậy? Đừng nhé bạn, mình đang yếu máu rồi. Bạn ơi đừng. Đừng có sấy mình như vậy chứ bạn ơi. Ok anh em. Còn lại có 2 thằng nữa mà thôi. Đã đến lúc trang bị nòng 3 rồi anh em ạ. Bọn thu lên trên cả. Làm dịch nhau. Làm dịch nhau bạn ơi. Mình đứng tạm đây nhé bạn.
Chắc là có một đứa ngay phía trên rồi anh em ạ. Bo thu lên trên, pha này hơi gắt nhá. Pha này hơi gắt nhá anh em. Pha này hơi gắt nhá các bạn ơi. Đã xong. Mạng cuối thức các bạn ơi. Wow. Còn lại mỗi thứ cuối là xong rồi. Ok ok. Cố gắng thôi anh em. Cố gắng thôi anh em. Rồi nhá các bạn nhá. Bọn đang ngay phía trên anh em ạ. Bọn đang thu rồi. Bọn đang thu rồi các bạn ơi nào. Bạn đây đứng. Bạn đây đứng. Ui câu lượng nhanh vậy. Ui kẹo là sợ bắn quá nhỉ. Nó câu lựu liên tục luôn các bạn ơi. Nào. Đậu xe mẹ đây đừng. Đừng bạn nhé. Mình còn máu cái đã. Ok anh em ơi. Ui dính máu mù rồi. Dính máu mù rồi các bạn ạ. À. Máu mù lâu quá. Ui máu mù lâu quá đi à. Sao chơi anh em. Bom mù lâu quá các bạn ơi. Ui ui, nó phun lựu cả. Phun lựu cả. Đậu xanh. Ui. Đậu xanh mẹ ơi. Yes, nhân giống. Tuyệt vời. Quẩy nào. 12 kill top 1 nhé. Đậu xanh này. Top 1 chế độ hồi sinh này các bạn ơi. Quẩy thôi. Úi dồi ôi, mấy chú tuổi gì mà ăn anh. Yes. Nó lại ổn quá nhỉ anh em ơi. Như vậy là ở trong chế độ hồi sinh này thì kẹo đã có được 12 kill top 1 rồi nha anh em. Quá ngầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.